Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hưng Yên tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp, hợp tác xã hộ kinh doanh nhằm thúc đẩy thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31 năm 2022 của Chính phủ. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Triển khai Nghị định 31 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, các đơn vị đã rà soát được gần 4.000 khách hàng với dư nợ trên 12,4 nghìn tỷ đồng thuộc các ngành lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất theo nghị định. Trong đó, 1.165 khách hàng với 4,3 nghìn tỷ đồng dư nợ đáp ứng điều kiện được hỗ trợ lãi suất. Với các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, doanh số hỗ trợ lãi suất lũy kế từ đầu chương trình đạt 139 tỷ đồng. Số khách hàng được hỗ trợ lãi suất là 12 khách hàng với mức hỗ trợ 280 triệu đồng. Tuy vậy, nhiều khách hàng có nhu cầu được hỗ trợ lãi suất trong đó bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, hồ sơ cung cấp lại chưa đầy đủ hoặc ngành nghề kinh doanh không đáp ứng điều kiện hỗ trợ lãi suất, không đáp ứng được điều kiện khả năng phục hồi ngành nghề kinh doanh theo quy định. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các khách hàng hộ kinh doanh thường không được ghi nhận, theo dõi đầy đủ trên sổ sách giấy tờ, do vậy không cung cấp được đầy đủ hồ sơ, giấy tờ để đáp ứng điều kiện hỗ trợ lãi suất. Nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc đáp ứng đầy đủ chứng từ giải ngân theo quy định. Hiện nay, nhiều hộ cá nhân có vay vốn tại các ngân hàng thương mại nhưng lại chưa có đăng ký kinh doanh nên không thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất vay đô la Mỹ. Một số doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh có nhu cầu vay, song theo Nghị định 31 quy định khoản vay được hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam nên khách hàng vay đô la Mỹ không được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31.